Chào tất cả anh em đã quay lại kênh của mình nha. Hôm nay mình có ít má anh em lên cũ có mới có nha. Mình bán này bán giá tốt cho anh em nha. Bán giá tốt cho anh em về xài. Kênh mình bán hiền thì như thường lệ thôi, anh em chuyển khoản mình bao ship, còn anh em đặt cọc thì anh em chịu tiền ship nha. Đặt cọc cái thẻ Vina 50%. Anh em nào chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mình chân thành cảm ơn anh em rất nhiều thời gian qua đã ủng hộ mình. Thôi giờ mình vô luôn nha anh, vô luôn nha anh em. Mình riết nói riết rồi cũng lộn tới lộn luôn nha anh em ơi. Rồi đầu tiên là cây phan nè, cây phan bạc. Phan bạc là Tokyo Shinko nè, Tokyo Shinko em. Đây Tokyo Shinko 6 tấc nha anh em, đầu kẹp 13, 320W nha. Nay mình bán giá tốt cho anh em xài. Đây anh em. Đó nè, rất cực kỳ không? Quá là ok luôn anh em. Đây. Đầu kẹp 13 này nha anh em. Phải nói là đây nên bán giá là ok luôn. Đây cây số 1 1,8 triệu nha anh em. Đây anh em, cây số 1 1,8 triệu. Bán giá là xả bớt. Đây cây số 2, để cho cái miếng giấy coi. Cây số 2 là cây đấm bóp đây anh em. Mình để dưới đó cái nó dính dơ rồi. Đây mình để lên này cái cho nó đỡ bớt anh em. Đây mình hạ camera xuống cho anh em thấy nha. Đây anh em. Cây số 2 làm cây đấm bóp đây, còn cực kỳ nha anh em, rất là chắc luôn đó. Mức đây mức nhẹ nè anh em, xài mức nhẹ thì đây, còn mức mạnh thì bật lên đấy. Còn quá chất nha anh em. Đây em ru hả? Đây anh em phải biết là đây là điện 100V nha anh em. Anh em cân nhắc trước khi mua nha. Nhiều khi anh em nó đấm bóp về ghim điện 220 là ra đi luôn nha. Cây số 2 650 nha anh em. Đây đấm bóp cây số 3. Đây anh em, cái số 3 cũng cây đấm bóp luôn. Cái này nó là cái tóc của nó là mình dặn nút nha. Còn cái máy trước thì là có bật hai nấc, còn này là nút. Đây anh em. Rồi tắt này mình mở lên nè. Đấy. Muốn mạnh thì dặn lên nữa cho nó như đồng hồ thôi. Đấy. Nó có cái nút này nó có nấc nha anh em. Nè, nó dặn lên nấc là chạy nè. Dặn lên nấc nữa nè, nó là nó mất cái 2. Còn trở về nút 1. Đấy, là nó rung nhẹ. Trở về nấc nữa là rồi. Tan mở hết rồi tắt luôn. Tan mở bụng. Đây anh em. Cây số 3 650 nha anh em. 6,5 nha. Mình cố gắng tìm những cái gì anh em nhu cầu thì mình cố gắng tìm, mình nói chung nó có mình lấy, còn không có cũng chịu thua anh em. Cái thứ ba là một cây phan lùng. Cây này còn rất mới nha anh em, còn mới chát luôn nha. Điện 100V 810W nha anh em. Cây này phải nói là còn mới rồi luôn.
còn mới tôm luôn đó nghe anh em. Mình mở ra ở trong là mới chát luôn, không có nói gì hết trơn anh em. Anh em thấy những ốc của nó nè, còn phải nói là còn mới chát luôn, không nói gì trơn. Mình thấy phải nói là rất là cây này hình như là nó xài lướt qua đây anh em. Đảo chiều là cò nha anh em, cò trên cò dưới là đảo chiều nhau đây. Cái này anh em về chế phan bàn cũng ok nữa, lấy cặp phuộc xe Honda cặp hai bên làm cái bàn. Cái số 4 xăm rưỡi nha anh em, xăm rưỡi. Cái số 5 là một cái vít đây anh em, vít Makita đầu khía nha anh em. Đây nó có quai đeo nha, đeo rồi trèo lên nè, điện 100V 360W nha anh em. Đây nè, điều tốc rất nhuyễn nè anh em, điều tốc còn rất mượt luôn, rất mượt thôi anh em, thắng một cái đứng liền rồi. Đảo chiều đây anh em, quá ok nha anh em. Đây cái số 5 650 nha anh em, cây số 6 là cũng một cây vít luôn đây anh em, vít bầu khía luôn thì tương tự luôn, 360W điện 100V. Cây này nó có cái đầu bắn tôn nè anh em, có đầu bắn tôn còn dính sẵn luôn nè, đầu bắn tôn. Điều tốc cũng là phải nói ok luôn, thắng cả là đứng cái cốc này anh em, ghê thiệt. Phải nói là cực kỳ luôn nha anh em. Đây cái dạ cao su dạ quang rồi nó còn luôn, cây 6 650 nè anh em. Cây số 7, cây số 7 là một cây phay đây anh em, cây phay clip rồi có anh em alo rồi mình alo lại không có luôn, nay mình đăng lên bán lại luôn, bán mình hạ giá luôn anh em. Đây đây là phay nè, cây phay khi anh em gắn vô là nó có cái lưỡi dưới ấy nè anh em, có cái lưỡi chạy chỉ nè, chạy chỉ cạnh nè, cạnh tròn cạnh vuông cạnh gì là chạy được hết, nó có mặt đạn lăn nè anh em, nó có bắt đạn lăn, nhìn mình để vô đụng cái bắt đạn là rồi, là cái phay thôi. Cái này là chai chỉ là cực kỳ, nó có mũi chai chỉ sẵn, nó bắt đạn, đụng vô bắt đạn là cũng như là cái tầm cỡ rồi. Đây nè, khá ok. Cây số 7 650 nha anh em, 650. Cây số 8 là một cây bu lông, cây bu lông của Mỹ đây anh em, bét lấy cơ đầu là đầu 34 nha anh em, đầu qua 34, còn thông số của nó là rồi, thông số của nó bị đây tèm lem chút lúc hết rồi, hết thấy rồi anh em. Đây nó đảo chiều ở sau đích nha anh em, đảo chiều ở sau này nè,
Ủa cái này mình vô miếng dầu là nó trơn lại nó nằm đây. Nó chịu đảo chịu ở sau đít. Đây. 34. Cây số 8 1 triệu nha anh em. 8 1 triệu. Cây số 9 là một cây máy thổi đây. Đây, nay mình bán giá tốt cho anh em luôn. Nay mình thanh lý cho gọn bớt. Máy thổi đây anh em. 370W, điện 100V. Đây. Cây số 9 400 nha anh em. Giá quá mềm rồi nha anh em, không còn là tốt hơn nữa đâu. Nay mình bán lỗ bán luôn. Xả bớt chứ không còn nữa. Để lấy ba cái hàng mới về coi. Bữa nay thứ 6 rồi, thứ 7 chủ nhật mình đi 2 ngày khế rồi. Đi 2 ngày khế trên bãi luôn đó anh em. Cây tiếp theo là cây thổi luôn đây. Đây anh em, nó có cái gắn rồi mà nó rớt ra nè anh em. Đây. Nó cũng y chang như cây kia, 370W nha anh em. Đây. Đây, giá tốt cho anh em luôn. Cây số 10 400 đây anh em. 400. Cây số 11 là một cây cắt gạch đây anh em. Cây cắt gạch. Đây. Điện 100 con 720W. 720W đây. Lửa nữa là 125 nha anh em. Đây. Đây nó có đồ hứng bụi đây. Hứng bụi đồ có sẵn nha. Nó có tách hết hai con nút ở ngoài này, còn hai nút này còn nha, nhưng mà ok nha anh em. Vẫn còn cứng nha. Máy này clip rồi còn lại nè. Anh em đặt rồi anh em không lấy thì mình bán lại thôi. Nay mình hạ giá luôn. Đây nè. Đây mình hạ giá luôn. Đây anh em, 550. 550 nha anh em. Nay mình thanh lý gọn bớt. Anh em nào vô mua bóc điện thoại lên alo liền anh em, alo trước được trước. Tiếp theo là cây cắt tôn đây. Đây anh em. Kỳ nha anh em. Đây. Mình bán giá tốt luôn anh em, 500. Cắt tôn. Số 12 500. Đây, số 13 cũng cắt tôn luôn. Nè nè. Số 13 500 luôn nha anh em, 500 luôn. Còn cái này là để cho nó hả ra bự nhỏ nha anh em, nó bẹt ra cái lưỡi này là bự to nhỏ. Tiếp theo là một cây nhắm dây đây anh em.
550W đây anh em, điện 100V nha anh em. Nó là chiều dài, nó là chiều ra, nó là 30 nha anh em. Đây đây chiều ra nó ra 30 mm đây nè. Rồi ok, nay giá 500 luôn, mình xả đây nè, số 14 500. Mình đi 2 ngày, thứ bảy chủ nhật đi tìm có hàng độc không, có xả hàng thì hoặc may còn không có là rồi luôn, không có xả hàng thôi rồi luôn. Đây anh em, tiếp theo cây bu lông nó có 3 cái đầu khẩu đây anh em. Ba đầu khẩu mấy chữ nó hơi lem lem rồi anh em ơi, không thấy. Thôi giờ tính 3 đầu khẩu đi. Đây nè, Makita. Điện 100V. 330W nha anh em. Đầu 1/2 nha. Đây nè. Đảo chiều là cò nha anh em, trên dưới là đảo chiều nhau. Ok, 1/2, 3 cái khẩu luôn, tặng cho 3 cái đầu khẩu. Em nó ra đi 850k, số 15, 850 anh em. Tiếp theo là cây mài nước đây anh em. Đây mài nước, đá này đá 5 phân luôn nha anh em, đá nó 5 phân luôn, đá mài nè, hết biết to luôn, dày cũng chỉ còm luôn. Đây anh em, tem đó là không còn nha anh em, tem ra đi hết trơn rồi, mà cái này là hình như là Makita nè anh em. Đây phải nói là cực kỳ rồi. Đây phải nói là im ru luôn anh em. Còn đây mài đây anh em, đây nó có cái đỡ đây để mình lấy cho anh em dễ xem, hơi khó xem hơn nè. Đấy đây nè, đây mình ngồi bên đây thì vậy chứ mình xây lại dễ liếc hơn anh em. Đây vậy anh em, nó có cái bọ nè, cực kỳ luôn nha anh em, đá quá to luôn. Còn bên đây là đá mài thông thường rồi. Quá cực kỳ nha anh em. Đây cây số 16, 1,5 triệu nha anh em. Đây 1,5 triệu. Thôi clip mình nay có nhiều máy đó anh em. Anh em thấy ưng ý cây nào thì alo mình. Số điện thoại mình phần dưới nha anh em. Thôi cảm ơn anh em rất nhiều nha. Chào anh em nha. Hẹn anh em lại clip sau.